có phải chỗ của bác Tô Lâm không ạ? À nhá. À, cháu là một người dân, cháu muốn hỏi bác một chút việc được không ạ? Cứ nói đi. À bác ơi, tình hình mấy ngày nay cháu thấy xôn xao vụ Đồng Tâm như thế, tại sao mà lại Đồng Tâm lại xảy ra vụ việc đáng tiếc thế hả bác? À thì nó có một cái nhóm những người chống đối lại những chủ trương chính sách của nhà nước. Bác ơi, theo luật của Việt Nam, cháu được biết là luật của Việt Nam mình là không cưỡng chế đất đai vào 22 giờ tới 6 giờ sáng đúng không hả bác? Không ai cưỡng chế cả. Đấy nha. Thì không ai cưỡng chế cả. Vì cháu thấy trên các thông tin rất là nhiều đa chiều. Thông tin ý là thông tin không chính xác. Cháu thấy thông tin rất là thông nhiều. Cháu thấy lại thông tin kích động. Thế thì việc người dân Đồng Tâm chết là sao hả bác? Vì vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật hả bác? Thôi thế nhá. Dạ, cho hỏi tiếp. Thế thì các đồng chí công an. Tức là người ta bắt tôi bắt cầm ra ngoài kia cầm lựu đạn để ném. Nhiều ta bắt bà khai ở nhà cầm lựu đạn. À bắt khai chúng ta khai như vậy. Thì tôi bảo tôi không biết quả thực đạn thế nào, tôi cũng biết quan xong là thế nào thì tôi không khai được. À. Thế là tát cứ kiếm tát đá. Tát mắt. Tát suốt cứ bên nọ ra bên kia. Xong là bằng cứ thế này đá và hai đứng kia người. Vâng. Thế bây giờ thì mình là làm các còn bác anh Công mất đúng không, còn cháu anh có Uy đúng không? Uy Công danh chức bốn năm bố con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về cả họ chưa? Vâng. Cháu bé lại được 3 tháng ở bên kia. Cháu bé 3 tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì cháu đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia xong rồi. Vâng. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau, không biết thế nào, nó bé quá. Một đứa bé 3 tháng, một đứa thì chưa đã bay được 3 tuổi. Vâng. Thế ra tôi nói là chúng ta tự tập này lại phải ra. Vâng. Thì bảo không, còn không dám bỏ thế nào, không nói cãi thì càng đánh thì làm thế nào. Vâng.